Xin giới thiệu quý vị trưởng ban nhạc guitar cổ Văn Cường. Em tới đây đi. Và cũng là kênh YouTube Cổ Nhạc Để Đời. Quý vị có thể vào đó để xem những chương trình của nhóm nghệ sĩ Văn Cường, đàn tranh Duy Khôi, đàn kiềm Hồ Kiếp, đàn organ Thành Vinh, tân cũng được, cổ cũng được, và đàn bầu nhạc sĩ Đức Mỏng. Dạ, coi mỏng mỏng như chơi đờn, giỏi quá chừng luôn. Bây giờ trở lại phần yêu cầu của khán giả. Hồi nãy khán giả đã đăng ký, bây giờ nghệ sĩ cũng đăng ký để đáp lại tình của khán giả. Xin mời nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Và bài hát kế tiếp theo lời yêu cầu của gia đình, bài hát của một bài tân cổ giao duyên được mang tên Trai Tài Gái Sắc. Và bài hát này Long xin được song ca cùng với tiếng hát của nữ nghệ sĩ ưu tú Phương. Em ơi, gia tài quanh bạc vàng, tiền muôn ruộng lúa bao la, anh đức tiếng là quả công tử, anh kể sơ sơ cho em nghe mà hồn phi phách tán. Mặt mày sang lang, quần áo bánh bao, anh đốt thuốc bằng con cò xanh, anh chọi chim bằng vàng nén. Chiều chiều anh ra bờ sông, anh móc hột xoàn, anh câu mực. Thì em ơi, thì em ơi, anh có xứng cùng em nên vợ nên chồng. Trời ơi, anh nói gì lạ vậy? Lần đầu gặp em, anh mê mẩn trong lòng. Nè, em với anh đâu có thù quan tôi đâu mà anh chồng em. Nè, nhưng mà nếu mà em có nghèo á, thì anh có yêu tôi không? Yêu chứ sao yêu? Nè, một yêu duyên gian thước tha, ta yêu duyên gian mặn mà dễ thương, ba yêu tánh nơ ngoan. Thì nếu em anh thuận là anh cưa em liền. Anh ơi, người ta bảo anh là hào quả công tử, còn em đây là cô út hột xoan, vừa đẹp vừa sáng. Rồi anh mau cho người mai mối để nói lời giảm ngỡ, để cho đôi ta sớm nên vợ nên chồng. Trời ơi, trời ơi, nói vậy là công tơ nào quanh với được cô út hột xoan. Đi quên, hột xoan. Ở đâu? Đãi thì cưới ở Bình Dương nè, nhà hàng mới nhất nhà. Anh sẽ mua gạch bát vàng xây nhà thứ lớn. Mấy căn vậy anh? Anh xây mấy căn sẽ được tới mấy chục căn nè. Để anh rửa chân cho nàng. Chưa đâu nhà cô Út, đám cưới ở nhà quê. Mình giao lưu kinh thành, thì đừng là Sài Gòn. Là một năm đi hoài cho đã hê. Nhắc dần thế giới, bài lên tuốt thẳng tâm. Ngắm buồn thì sao thân trời. Em thấy anh nhất trời. Mình cứ chuyện thẳng thôi. Tuần tăng mật ta đi hoài không chán. Cho bỏ qua công giấc già bao ngày. Mọi người rất là nhiều đã ngồi tới giờ phút này để dạ. Nghe anh em nghệ sĩ của chúng tôi hát hơi dài